Hai xin chào tất cả mọi người nha. Ngày hôm nay Hai sẽ tiếp tục làm thử thách sinh tồn trong khu này, cũng ít người đi tới mọi người. Và đằng sau Hai cũng có một con suối. Hôm nay Hai sẽ sinh tồn ở đây và sẽ đi bắt cua hoặc cá ở đây nè mọi người. Bây giờ Hai mời mọi người đi cùng Hai xem Hai có thể bắt được những thứ gì ở trong con suối này nha mọi người. Trước tiên thì bây giờ Hai sẽ đi chặt được cây để Hai sẽ làm một cái cây cung tên đó để bắn cá mọi người. Thì bây giờ Hai sẽ chặt tre để làm một cây cung tên trước đó mọi người. Đây nè mọi người, đây là thân cây cung nè mọi người. Hai đã vốt xong rồi nha. Này. Giờ Hai sẽ cuột dây để hoàn chỉnh một cây cung nha. Đây mọi người, đây là dây cây cung nha. Đây là dây mình dùng bằng cây tre mọi người. Đây này. Đó. Tuy nhìn đơn giản thôi nhưng mà nó không phải đơn giản nha mọi người. Lực cũng rất là mạnh luôn đó. Đây mọi người nhìn xem. Này.
Giờ hai sẽ đi vốt được cỡ tầm mấy cây tên nha mọi người. Đây, đã hoàn thành rồi nha. Đây là mọi người. Đây. Được một cây. Hai vốt nhọn để đây đó. Để lá hai sẽ làm hoàn chỉnh nha. Đây nè mọi người. Đây. Đây đã hoàn thành được một cái tên này nha mọi người. Đây này. Rồi, tiếp tục cây thứ hai. Ui, muối rất là nhiều luôn mọi người. Đây mọi người, được cây thứ hai nha. Rồi, tiếp tục làm một cây nữa nha. Ui, muối nhiều quá. Rồi. Như vậy hai sẽ chỉ làm 3 cây tên thôi nha mọi người. Rồi, bây giờ hai sẽ đi dọc theo bờ suối rồi hai có thể là đi kiếm cá để mình bắn nha. Đây mấy cây cung tên của mình nha. Mình sẽ làm để đi phòng đó mọi người. Rồi.
đây mọi người này. Đó. Nè mọi người, khá là cứng nha, phải cần lực rất là mạnh mới kéo được nha. Này. Thì bây giờ hai sẽ đi dọc theo con suối này mọi người, để tìm cá cua rồi hai sẽ bắt nha. Cây rất là nhiều luôn. Sâu kìa. Chỗ này nước khá là sâu luôn. Cá nó dồn xuống dưới hết đó mọi người. Giờ hai phải lùa đi đến cái chỗ mà nước cạn cạn á. Vì chỗ này á có chỗ sâu chỗ cạn nha. Ui. Nắng chiếu luôn này. Sâu quá. Chỗ này sâu kìa. Chỗ này rất là sâu luôn nha mọi người. Này cản đi xíu rồi. Ui da. Chúng không đây. Rồi, rồi. Chúng đây, chúng đây. Ai. Rồi. Ủa. Sao này? Ôi, chết rồi. Mình mới thấy con cá to ghê nhưng mà bắn chết rồi. Rồi lần này trốn thôi. Đâu rồi? Đây rồi. Ôi trời ơi. Chết rồi. Khi nào chui vào hang không ta? Không có. Ui, đây có cái hang cua nè mọi người. Có cua không ta? Cái sâu ghê. Ui. Hình như cua không có ở đây. Ui. Chỗ này có một cái bụng nước sâu ghê nè mọi người. Ui, cá kìa. Hỏi. Đây nè. Ui. Mình đi đồng nước á, nó chạy xuống dưới cái trời này. Đó. Kìa 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 kìa. Ấy. Đấy kìa. Ui da. Kìa kìa kìa. Ui. Rồi, chết nữa. À, này là không được rồi. Ui, chạy xuống nước cái cây kìa. Trời ơi,
Rồi, hình như là trúng sao mọi người. Ôi, nó lôi tay trên đi rồi. Ôi, ôi trời, ôi, ôi, ôi. Ôi trời ơi. Trời. Cái tên bay qua bên kia luôn rồi. Ôi, cá to ghê luôn á. Rồi. Lần đầu tiên đi săn thất bại nha mọi người. Thật sự luôn. Trời ơi. Hèn chi mấy cái hang này nè. Cá ở rất là nhiều luôn. Rồi, như vậy là hết luôn rồi mọi người. Rồi. Như vậy là hôm nay là đầu tiên trong đời mình đi săn thất bại nha. Hôm nay là một ngày không được may mắn rồi mọi người. Ui da. Ui, trong rừng sâu mà người ta có đặt cái lồng này nè mọi người. Ủa, gì đấy? À, cái này là cái lồng bắt quái này. Ui, hình như là có một cơn nước lớn đó. Ui. Dài ghê luôn á. Hình như là kiểu mà gặp một trận nước lớn đó. Rồi họ bỏ luôn rồi mọi người. Hình như chưa kịp dính cá nữa. Đây này. Ui, dài ghê luôn này. Ui, giờ hai phát hiện có một cái hang cua này. Đấy, không biết còn cua ở đây. Ui, nước cũng khá là sâu nha. Ui, sâu quá. Công nhận con cua này làm đào được cái hang sâu thật luôn đó mọi người. Khá là sâu luôn nha. Ui. Gì ta? Hết hang rồi. Hết hang mà không thấy cua đâu. Đấy đấy luôn rồi. Đây có cái hang nữa này. Hàng cua rất là nhiều luôn.